10 hoạt động nổi bật của Quỹ Vì Tấm Vóc Việt năm 2022. 1. Giải thưởng trong nước và quốc tế. Anh hùng lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tấm Vóc Việt được tôn vinh Phụ nữ vì sự phát triển bền vững năm 2021 tại châu Á, top 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng lớn tích cực ở tầm quốc tế và top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Bên cạnh đó, Quỹ Vì Tấm Vóc Việt còn nhận một giải thưởng tận tâm cống hiến vì cộng đồng và 3 giải thưởng quốc tế từ Mạng lưới Báo chí Toàn cầu năm 2022, Mạng lưới Tập huấn viên về giới khu vực châu Á Agency và Đại sứ quán Hoa Kỳ cho các dự án thúc đẩy bình đẳng và bảo vệ môi trường. Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tấm Vóc Việt, là một trong 18 nhà lãnh đạo nữ của chương trình Lãnh đạo Thay đổi Toàn cầu năm 2022 và nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì những đóng góp cho Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ. 2. Tài trợ gần 60 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tài trợ gần 60 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo và các nhóm yếu thế trong chương trình Tháng Nhân đạo năm 2022. Chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, chương trình Hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người dân vùng lũ thông qua chương trình Yêu thương gửi trọn miền Trung. 3. Tài trợ hơn 22 tỷ đồng xây dựng công trình dân sinh. Xây dựng cầu Na Khóe Vì Tấm Vóc Việt số 4, nâng cấp và cải tạo 9 điểm trường, đường dân sinh, khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh tiếp theo trong dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em và hơn 300 nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang, Hà Giang, Đồng Nai, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. 4. Chiến dịch Tô Cam cùng TH, hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Với thông điệp chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì Tấm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ UN Women triển khai chiến dịch Tô Cam cùng TH, hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chiến dịch đã triển khai tại 15 cửa hàng TH Chumat và nhận được sự hưởng ứng của 21 phòng ban của Tập đoàn TH, thu hút gần 250.000 lượt tiếp cận và hơn 170.000 lượt tương tác trên nền tảng trực tuyến. Có 50 tin báo chí và truyền hình đưa tin về chiến dịch. 238.000 sản phẩm màu cam của TH được bán ra, tương ứng với số tiền gây quỹ 149.940.000 đồng hỗ trợ vốn vay nhằm cải thiện sinh kế cho nạn nhân của bạo lực giới. 5. Dự án Vì Mẹ Và Bé, Vì Tấm Vóc Việt giai đoạn 5. Triển khai thành công dự án Vì Mẹ Và Bé, Vì Tấm Vóc Việt giai đoạn 5, hỗ trợ 5.000 người lao động và trao gói hỗ trợ cho 500 người lao động nuôi con nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong các nhà máy, khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc và Hà Nam. 6. Dinh dưỡng học đường. Trao tặng gần 56.000 bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao trong dự án Cùng Em Khôn Lớn tại Cao Bằng và Sơn La, 14.000 bữa ăn và gần 170.000 ly sữa TH Chumilk và các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe từ tập đoàn TH cho bệnh nhi. 7. Dự án Cánh Buồm Đỏ Thắm và dự án Trường Học Hạnh Phúc. Tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án Cánh Buồm Đỏ Thắm tại Hải Phòng, Sapa, Hà Nội và Nghệ An với tổng 7 khóa tập huấn và tọa đàm về phòng chống xâm hại tình dục cho 350 trẻ em, 120 người chăm sóc trẻ và 30 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở. Đồng thời triển khai dự án Trường Học Hạnh Phúc mang đến 2 điểm trường kiên cố, nâng cao năng lực cho gần 720 giáo viên và học sinh tại Sơn La và Lào Cai. 8. Chương trình Phát triển Thanh niên. Tuyển chọn thành công 80 thanh niên cho chương trình Phát triển Thanh niên Dynagen Live United để tham gia chương trình huấn luyện. Trong đó, 12 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã nhận học bổng trị giá 1.500.000 đồng một tháng một người trong 10 tháng, mở rộng độ tuổi và phạm vi tại hai miền Bắc Nam. Tài trợ cho 6 sáng kiến vì cộng đồng với chủ đề chia sẻ và gắn kết từ thế hệ công dân có trách nhiệm. 9. Chương trình Hành động vì Môi trường. Chương trình Hành động vì Môi trường với hai dự án chính là Thanh niên vì Môi trường và Phóng viên Nữ Hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tiếp tục được triển khai
với kết quả nổi bật như dự án thanh niên vì môi trường, 364 tác phẩm tham dự cuộc thi thợ săn ảnh nhựa, 6 sáng kiến về môi trường của thanh niên và chuỗi 7 triển lãm khi nhựa lên tiếng được triển khai. Dự án phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa. Mạng lưới phóng viên nữ ra đời và hoạt động với sự tham gia của 30 phóng viên nữ và 10 cố vấn chuyên môn. 8 đề xuất của phóng viên nữ được tài trợ với 30 tác phẩm báo chí điều tra, chiến dịch truyền thông, bữa trưa giải cứu trái đất, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. 10. Gây quỹ. Riêng năm 2022, gây quỹ thành công hơn 55 tỷ đồng thông qua nhiều chương trình gây quỹ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế cho các hoạt động phát triển và an sinh xã hội. Nổi bật nhất là sự kiện gây quỹ Ngày hội gia đình thu hút 1.000 gia đình tham gia và gây quỹ được 6,5 tỷ đồng.